mong muốn những người thuê trọ có được cảm giác như ở với chính gia đình của mình. Anh Trịnh Minh Cường, nhân vật của khoảnh khắc cuộc đời ngày hôm nay, đã xây dựng thành công mô hình Happy Young House, ngôi nhà chung của những người trẻ. Ý tưởng độc đáo này bắt nguồn từ cơ duyên nào, cũng như điều thú vị từ mô hình này là gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Xin gửi lời chào bình an và lời chúc tốt lành đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta lại có dịp gặp nhau để chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc đời. Chúng ta có hẹn nhau vào lúc 22 giờ 45 phút trên HTV9 vào khung giờ quen thuộc. Chúng tôi sẽ mang lại những khoảnh khắc thật ý nghĩa gửi đến quý vị. Ngày hôm nay chúng ta gặp một người bạn trẻ, Trịnh Minh Cường. Xin chào Minh Cường. Dạ, xin chào anh Vinh và quý khán thính giả của chương trình Khoảnh khắc cuộc đời ạ. Khoảnh khắc đầu tiên này anh muốn hỏi Cường nè, Cường nghĩ gì về cái chữ nhà? Cường nghĩ là nhà là một cái không gian để lưu giữ những cái khoảnh khắc hạnh phúc. Mỗi một cá nhân họ sống trong nhà đó, họ để tự mình tìm kiếm và khám phá ra. Thế hình như là em đã có một cái mô hình khởi nghiệp là Happy Young House, và với slogan là biến ngôi nhà thành gia đình của bạn. Tên của Happy Young House, house là một cái nhà, nhưng mà slogan lại có một cái chữ home. Cái sự khác biệt giữa cái nhà và chữ house và cái chữ home nó nằm ở cái trái tim. Nếu như trong một cái ngôi nhà đó chúng ta có trái tim, những cái bạn trẻ sống trong đó có cái tình yêu thương, có cái sự chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau, cùng chung sống được với nhau, thì các bạn trẻ đó có thể biến cái chữ house thành cái chữ home và tạo ra được những cái bầu không khí hạnh phúc để đóng góp cho cái sự phát triển của chính những cái bạn trẻ trong cái ngôi nhà đó. Thì đó là cái sứ mệnh mà Happy Young House đã kiên trì thực hiện trong suốt 6 năm qua, từ những ngày thành lập mà rất là khó khăn ban đầu. Vậy thì hôm nay mình sẽ mang khoảnh khắc nào để chia sẻ với mọi người? Đó là ngay cái giây phút đầu tiên mà Cường đặt chân lên Sài Gòn, Cường vẫn nhớ hoài cái hình ảnh đó. Ba má đưa Cường ra cái bến xe dưới Sa Đéc, để cái chiếc xe đạp của mình vào cái ba ga của xe và cầm hai cái túi đồ. Thì đó là cái khoảnh khắc mà Cường không bao giờ có thể quên được trong cái cuộc đời của mình. Cái ước mơ để mà bước lên cái giảng đường đại học khi còn là học sinh, nó đã trở thành sự thật. Mình một mình rất là bơ vơ giữa Sài Gòn như vậy. Đó là những cái lúc mà mình cảm thấy một khoảng trống mênh mông rất lớn. Lần đầu tiên mình xa gia đình và mình mang trong mình những cái khát vọng, những cái hoài bão rất là lớn khi mình quyết định mình lên Sài Gòn và thực hiện cái giấc mơ đại học của mình. Giấc mơ thì rất là lớn, nhưng mà nhìn lại mình không có gì ngoài một chiếc xe đạp và hai cái túi đồ, không biết đường đi. Mình phải cầm cái tờ bản đồ, nó bị rách trên tay, bởi vì trước đó mình sử dụng nó để mình đi thi đại học. Đi từ bến xe miền Tây qua quận 7 là cái nhà của cái người anh họ của mình, để có cái nơi trú ngụ đầu tiên. Có lẽ từ những cái nỗi đau đó, rồi cộng với những cái trải nghiệm khác trong cái quãng đời sinh viên, vì lúc đó mình thời sinh viên, mình là chủ tịch hội sinh viên của trường Đại học Văn Lang, thì mình làm tổ chức rất là nhiều những cái hoạt động xã hội, những hoạt động của sinh viên, và tìm kiếm những cái mô hình nhà ở tốt để mà giới thiệu cho sinh viên. Thì mình lại gặp rất nhiều những cái vấn đề, những cái bất cập trong cái môi trường sống dành cho những cái bạn trẻ. Thì mình cảm thấy rằng là người trẻ họ cần một cái môi trường sống, chứ không phải cần một cái ngôi nhà trọ, mà cái môi trường sống đó phải giúp cho những cái người bạn trẻ họ được kết nối và chia sẻ cái tình yêu thương với nhau. Thì khi bạn về cái ngôi nhà của bạn cũng là một cái môi trường để mà giúp cho bạn có thể rèn luyện và phát triển. Vô hình chung chúng ta đã cùng nhau, mỗi một người một cái chức năng nhiệm vụ, để cùng kiến tạo một cái môi trường để giúp cho những người bạn trẻ họ trở nên có điều kiện, họ phát triển hơn, bản lĩnh hơn, để có thể vững chãi hơn, có những cái điều kiện tốt nhất đối mặt với những cái sóng gió hay là những cái khó khăn trong cái cuộc sống mà họ gặp phải. Những cái thấm đẫm của những ngày tháng khó khăn, mình nghĩ đã là kết tinh cho Minh Cường nghĩ ra nhiều cái giải pháp. Rất là ấm áp khi khoảnh khắc đầu tiên này Minh Cường đã rơi những giọt nước mắt. Nhưng tôi nghĩ là những giọt nước mắt có cả những điều hạnh phúc mà Cường đã làm được, đó là những căn nhà cho họ sinh viên. Thì cái dự án này đến nay thì đã được bao lâu rồi Cường nhỉ? Dự án Happy Young House thì đến nay đã được 6 năm. Và đi từ những cái ngày đầu chỉ có một căn nhà đầu tiên, với những cái khó khăn và chật vật, để biến những cái ý tưởng của mình nó đi vào cái thực tế. Thì sau 6 năm Happy Young House đã phát triển được 36 căn nhà trên khắp thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù những cái sự biến động về mặt kinh tế, về mặt xã hội thời gian qua, từ vĩ mô đến vi mô cũng đã đóng cửa đâu đó khoảng 16 cái chi nhánh, thì mình còn khoảng 20 chi nhánh trên khắp
thành phố Hồ Chí Minh. Và trong 20 chi nhánh đó thì có 15 căn là Hấp Dương House đi thuê để mà khai thác, tạo cái môi trường sống cho bạn trẻ. Và có 5 căn là Hấp Dương House đã đi từ cái con số 0 ban đầu, không có tiền, gặp những khó khăn về mặt tài chính, về mặt tiền bạc để mà có thể đầu tư và phát triển ý tưởng kinh doanh. Ngày hôm nay thì trong 20 căn nhà đó thì có 5 căn nhà là Happy Young House đã có thể sở hữu được, giúp cho những cái căn nhà này nó phát triển một cách rất là bền vững. Nếu như các bạn trẻ đó có một cái chỗ ở sống tốt nhưng mà 2 năm, 3 năm sau thì giá nhà tăng lên thì chủ nhà người ta có thể lấy lại, người ta bán đi. Thế thì những cái công sức của mình bỏ ra có thể nó sẽ bị mất đi. Nhưng nếu đó là những cái căn nhà mà Happy Young House có thể đầu tư, có thể mua được để hướng đến cái sự phát triển trường tồn, thì những cái bạn trẻ họ có thể yên tâm, họ sống từ năm này qua năm nọ và mình có thể dễ dàng để mà có những cái sự đầu tư tốt nhất để mà tạo cái môi trường sống dành cho những cái bạn trẻ. Vậy thì bây giờ nếu mà qua chương trình này có những nhà đầu tư họ nghe câu chuyện này, họ muốn góp sức hay đầu tư cùng thì mình Cường nghĩ sao? Cường nghĩ rằng cái mô hình này nó rất là tốt, không chỉ là về mặt giá trị xã hội của nó rất là sâu mà nó còn mang lại giá trị về mặt kinh tế, giá trị về mặt tài chính. Chẳng qua là thời gian qua là về mặt, có thể là về mặt truyền thông của Happy Young House chưa có được tốt để có thể kết nối được, chỉ cần là mình gặp những cái nhà đầu tư phù hợp thôi thì những cái mô hình này nó sẽ được lan tỏa rộng hơn và nhiều người bạn trẻ khác sẽ có cái điều kiện để sống trong những cái môi trường tốt nhất. Thì sau 6 năm mà chúng ta đã đồng hành với cái dự án này á, thì Minh Cường rút ra được cái khó nhất hiện nay là gì? Đó là cái sự kết nối giữa Happy Young House và nhà đầu tư. Bởi vì những gì Happy Young House là về nó không phải là ý tưởng nữa, nó đã thực chứng qua từ cái cách chúng ta tạo nên những cái ngôi nhà, tạo nên môi trường sống và giúp cho những cái người bạn trẻ họ được phát triển. Nhưng mà thường các nhà đầu tư họ phải thấy nó khả thi. Thì đối với đầu tư thì cái câu chuyện mà Happy Young House đang muốn làm đó là tạo ra những cái nhà đầu tư hạnh phúc. Những nhà đầu tư hạnh phúc là những nhà đầu tư họ sử dụng tiền của họ, họ sử dụng tài chính của họ không chỉ giúp tiền tạo ra tiền mà cái sự đầu tư của họ, tiền về mặt tài chính còn đóng góp cho cái sự phát triển của các mô hình nhà ở tích cực và tử tế dành cho bạn trẻ, đóng góp những cái giá trị xã hội rất là sâu sắc dành cho cộng đồng bạn trẻ. Họ đầu tư vào tiền, chắc chắn họ đã sẽ kiếm lại tiền mà còn cảm thấy hạnh phúc vì họ được nhìn ngắm những cái người bạn trẻ họ sống trong ngôi nhà đó, họ được học tập, họ được phát triển và họ được lớn lên. Và những cái giá trị xã hội mà cái mô hình kinh doanh này tạo ra thì chắc chắn họ sẽ cảm thấy một cái sự phù hợp và sẽ tạo nên cái sự kết nối mang nhiều cái giá trị cho Happy Young House. Nghe Cường nói anh cũng cảm thấy ấm lòng á, có nghĩa là cái nhà đầu tư họ được cả hai cái. Dạ. Đương nhiên cái giá trị mà về vật chất là họ có rồi. Dạ. Mà họ còn được cái là họ đang đầu tư một cái niềm tin, cái hạnh phúc cho những thế hệ tương lai nữa. Dạ. Vậy thì hiện nay các cộng sự có đông không? Đội ngũ của Happy Young House thì hiện tại rất là tinh gọn. Khoảng dưới 10 anh chị em thôi, nhưng mà là một cái team rất là tốt, cùng chia sẻ nền tảng và cùng chia sẻ những cái giá trị cốt lõi của Happy Young House. Cái mục đích của các anh là ở cái phân khúc dành cho các bạn sinh viên lên đại học khó khăn. Dạ. Hay là cái ngôi nhà hạnh phúc này chứa được nhiều cái câu chuyện khác nữa? Đối với Happy Young House thì cái tên thương hiệu nó có cái chữ Young thì nó cũng thể hiện cái mục tiêu của cho cái đối tượng chính mà Happy Young House hướng tới, đó là cái giới tri thức trẻ thành thị. Họ là những người sinh viên, họ cũng có thể là những người nhân viên văn phòng, họ cũng có thể là giới trẻ khởi nghiệp. Và cái thứ hai đó là khi mà những cái người trẻ mà họ cùng những cái hệ giá trị cốt lõi, họ được sống cùng với nhau, được kết nối với nhau thì họ sẽ tạo ra rất nhiều những cái giá trị khác. Thì đó cũng là một trong những cái giá trị mà Happy Young House có thể mang lại dành cho cộng đồng những bạn trẻ. Mình có không ngại để chia sẻ những cái giá mà các bạn có thể tiếp cận được không ạ? Thì hiện tại sống ở Happy Young House thì một người bạn trẻ họ chỉ chi trả từ 1,5 triệu đồng cho đến 2 triệu đồng cho một bạn một tháng, bao gồm tất cả các chi phí, và các bạn sẽ được sống trong một cái co-living space, một cái môi trường sống chung và chia sẻ với nhau. Bởi vì để có thể sống chung và chia sẻ với nhau thì thứ nhất là những cái người bạn trẻ họ phải có một cái nền tảng về mặt văn hóa để mà có thể cùng sống chung với nhau và cùng chia sẻ với nhau. Nhưng mà rất nhiều những bạn có ý tưởng này không thể làm được, làm sao có thể sống chung được, thì cái sự tồn tại và phát triển của Happy Young House trong suốt năm qua là một cái câu trả lời rõ ràng nhất rằng chúng tôi có thể làm được cái điều đó, và chúng tôi vẫn kiên trì và quyết tâm đến cùng để mà tạo ra một cái dòng sản phẩm nhà ở tốt nhất dành cho những cái bạn trẻ. Thì đó là cái tinh thần của Happy Young House trong suốt những cái năm vừa qua.
càng nghe Vinh, Vinh càng thấy cái tâm huyết lớn lao của anh dành cho cái dự án này. Vinh có cảm nhận là những cái người ưu tú và những các bạn trẻ được vô căn nhà này, họ không chỉ là một cái nơi để ở mà họ còn được học tập với nhau. Khi mà các bạn ở một cái thời gian như vậy thì vô hình chung là chúng ta đã kết nối được nhiều giá trị ở trong một căn nhà. Và mình giúp cho những cái người bạn trẻ họ rèn luyện mà họ xây dựng những cái thói quen tốt, những thói quen tích cực từ những cái việc nhỏ. Nếu đi vào tất cả những chi nhánh của hệ thống Happy Young House thì chúng ta sẽ thấy là những cái đôi dép khi các bạn vào nhà, các bạn sẽ phải để thành đôi, nó rất là gọn gàng, rất là ngăn nắp. Và khi các bạn ăn rồi, các bạn phải rửa chén liền. Thì mỗi một bạn họ gắn như họ phải đổ rác ngày nào, họ phải trực nhật vào cái ngày nào. Những cái điều mà tưởng chừng như không làm được, Happy Young House đã làm được những điều đó. Và chính xây dựng cái văn hóa như vậy nó sẽ giúp cho những cái bạn trẻ nó phát triển được cái tinh thần trách nhiệm, phát triển được cái sự tự giác. Nếu như là sinh viên thì sau này ra trường vào doanh nghiệp thì chắc chắn là bạn đã có nền tảng về mặt văn hóa rồi, thì sẽ giúp cho bạn rất là nhiều trong cái công việc của các bạn. Còn những anh em mà đã đi làm rồi thì sống trong cái môi trường làm việc như vậy, chưa quen thì sẽ cảm thấy là ok, nó rất là khó khăn. Nhưng khi quen rồi thì cảm thấy là mình đã nâng cái trình về mặt văn hóa và cái sự văn minh của mình lên một cái tầm cao mới. Thì đó là những cái giá trị mềm mà Happy Young House đã và đang kiên trì. Vinh quan sát thì như anh Minh Cường có mang một quyển sách tới, hình như là có một cái câu chuyện gì liên quan ạ? Nếu như có cơ hội thì Cường vẫn muốn chia sẻ. Thì đâu là cái nền tảng để mình suy nghĩ và mình hành động và tạo ra những cái giá trị trong suốt 11 năm qua, khi dù khi mình còn là sinh viên hay là khi mình ra trường. Thì cho đến một ngày mình đọc một cái quyển sách và mình cảm như một cái sự đồng điệu, một cái sự đồng cảm với cái tác giả ở đây. Đó là cái quyển Nghĩ Thiện của Inamori Casual. Cuộc đời của ông cũng gắn với cái chữ này, khởi phát luôn luôn là nghĩ thiện và sống một cuộc đời hết mình, cho đi tất cả những gì mà mình có thể cho đi đối với những cái người anh em xung quanh, đối với công ty của mình, đối với xã hội cộng đồng. Thì Cường nghĩ rằng những người bạn trẻ nào có thể trong một cái sự chênh vênh nào đó đang tìm cho mình một cái hướng đi hay là một cái tinh thần nào đó thì có thể đến với cái quyển sách Nghĩ Thiện của Inamori Casual. Nghe Minh Cường chia sẻ từ đầu đến giờ có cảm giác Minh Cường là một cái người luôn luôn mong muốn đưa ra những cái giá trị nhân văn á đến những cái sản phẩm của mình, đến cái cách tiếp cận của mình. À, giờ phút cuối này á, nếu mà được nói về những cái mong muốn của anh sắp tới dành cho những cái thiện nguyện hay những cái dự định của anh thì anh sẽ nói gì? Một trong những cái mong muốn lớn nhất của Cường lúc này đó là công ty Happy Young House sẽ có những cái điều kiện tốt nhất để mà có thể phát triển. Có thể mình không còn là một cái người sở hữu cổ phần quá lớn trong cái công ty này nữa. Mình sẵn sàng chia sẻ cái mô hình kinh doanh này cho bất kỳ ai để mà với cái nguồn lực của họ hãy giúp cho cái mô hình này nó được nhân rộng và nó phát triển. Và chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra góp một chút nhỏ trong cái thế hệ những cái người bạn trẻ với một cái tâm và một cái tầm và một cái sự vững chãi khác có điều kiện để mà phát triển ra. Nó sẽ đóng góp rất nhiều cho xã hội cộng đồng. Với những tâm huyết và những cái tư tưởng như thế thì hy vọng là cái mô hình này sẽ được nhân rộng ra anh Cường ha. Bây giờ khoảnh khắc cuối này Vinh muốn quay lại cái khoảnh khắc đầu mà anh Cường kể. Anh Minh Cường còn nhớ lại cái chiếc xe đạp mà anh đã đưa lên cái cốp phía sau để lên Sài Gòn không? Hình như là đằng sau đó Minh Cường có nói là có một người đứng để tiễn Cường. Dạ chính xác là như vậy. Đó là mẹ của Cường. Cường vẫn nhớ cái câu nói cuối cùng trước khi chia tay mà Cường đi lên Sài Gòn là mẹ nói là con đi nha con. Cường rất là bình thường, nhưng mà ngay khi cái chiếc xe đò đó đi là nước mắt của mình nó đã rơi ngay cái lúc đó. Suốt những năm qua Cường không khóc cho tới ngày mình biến những ước mơ của mình trở thành sự thật, thì lúc đó mình mới dám khóc. Anh đã đè nén cái điều đó rất là lâu. Thực sự là như vậy, sẽ không ai thấy những cái hình ảnh này của Cường trong những năm Cường còn là sinh viên rất là khó khăn, rất là nhiều câu chuyện để mà chia sẻ trong cái thời sinh viên, không bao giờ mình rơi nước mắt. Bây giờ cái khoảnh khắc đó thì mẹ đã nói với Cường rồi, bây giờ Cường đã thành công thì Cường nói gì với mẹ? Cường chỉ biết đó là Cường biết ơn cái sự hy sinh của mẹ dành cho mình rất là nhiều. Thật sự mình lớn rồi, mình nhìn lại mình mới hiểu rõ được điều đó. Trước đó mình chỉ yêu thương mẹ mình thôi, chứ mình không có hiểu được những cái giá trị rất là sâu sắc về cái sự hy sinh của mẹ dành cho con. Mãi về sau này mình mới ngộ ra, thấy được những cái giá trị đó. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Đúng, cuối cùng là những giá trị chúng ta để lại. Và ít nhiều đến giờ phút này thì anh cũng đã làm được những cái tâm nguyện mà mình mong muốn, những giá trị mà anh đang xây dựng. Vinh nghĩ cái sự tiếp nhận của các bạn sẽ là những hành trang sắp tới. Cảm ơn anh rất là nhiều vì những cái cảm xúc anh mang đến. Vinh nghĩ những cái cảm xúc như này á, nó sẽ cho chúng ta thấy là phải cố gắng hơn nhiều nữa, nhất là các bạn đang được thụ hưởng những cái giá trị mà anh mang lại. Cảm ơn rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn yêu thương đón nhận khoảnh khắc cuộc đời vào khung giờ quen thuộc 22:45 trên HTV9. Chúng tôi sẽ nâng niu và chất chiêu những khoảnh khắc đẹp nhất gửi đến quý vị. Còn bây giờ, chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.
Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.